Bóng ma quá khứ đột nhiên trở lại, làm cho ông ta biến mất càng xa càng tốt. Lỗi lầm hiện tại ngày một lún sâu. Con bé xấu xa này, mày phải tiếp tục xấu xa thôi. Có lý do gì mày phải dừng lại chứ? Tham vọng điên cuồng sẽ dẫn người ta đến nơi đâu? Đón xem những tập tiếp theo Bữa Tối của Diều Hâu 20:30 mỗi ngày, duy nhất trên kênh Let's Việt.